Hi, xin chào anh em. Dạo gần đây thì mình thấy anh em quan tâm rất nhiều đến một hệ sinh thái DeFi, đó chính là Near. Trong hệ sinh thái DeFi của Near thì nổi lên một sàn giao dịch thu hút được rất nhiều sự chú ý, đó chính là Refinance. Refinance hiện tại thì vẫn chưa có token riêng của dự án, cho nên đây sẽ là một cơ hội thật tuyệt vời để cho anh em có thể test sản phẩm cũng như là giành lấy cơ hội nhận airdrop trong thời gian sắp tới. Chần chờ gì nữa, mình là Nguyên và chúng ta cùng trải nghiệm sản phẩm của Refinance nhé. Trước khi đi vào test sản phẩm của Refinance thì mình muốn lưu ý với anh em, đó là mình không đảm bảo 100% khi test sản phẩm này anh em sẽ nhận được airdrop, và mình cũng không đảm bảo được là quy chuẩn để nhận được airdrop sau này của Refinance là gì. Video này mình chỉ thực hiện với cương vị là một user và muốn chia sẻ với anh em về một cơ hội có thể săn retroactive trên Refinance. Đây không phải là một lời khuyên đầu tư, cho nên anh em cần cân nhắc khi thử nghiệm sản phẩm của Refinance nhé. Và nếu anh em đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên, đó chính là tạo ví Near. Rồi, vì Refinance là một sàn giao dịch được xây dựng trên nền tảng của Near, cho nên là anh em sẽ phải tạo ví Near trước khi tương tác với ứng dụng này nhé. Chúng ta bấm vào Create Account, nhập tên của mình vào Create, đồng ý với các điều khoản. Sau đó chúng ta sẽ generate ra 12 từ khóa, và anh em nhớ lưu 12 từ khóa này lại và bảo mật thật kỹ, bởi vì nếu như mà ai có được 12 từ khóa này thì họ sẽ có thể truy cập vào ví của bạn. Rồi, các bạn sẽ xác thực. Cái khâu xác thực này hơi lâu cho nên là chắc là mình sẽ tua qua nhé. Đây thì màn hình đang hiện ra là hệ thống đang xử lý cái yêu cầu tạo ví của mình. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã tạo ví thành công. Ở đây là nút Receive, thì để nhận thêm token vào ví thì anh em bấm Receive và scan mã QR này. Anh em sẽ phải dùng, nếu như mà chuyển từ Binance sang thì anh em sẽ phải dùng mạng của Near. Ở đây mình sẽ tiến hành chuyển tiền vào ví nhé. Sau khi anh em đã nạp tiền vào trong ví Near thì chúng ta sẽ bắt đầu truy cập vào nền tảng của Refinance. Chúng ta connect ví Near nhé. Ở đây. Rồi, allow. Chờ một xíu cho hệ thống kết nối. Rồi, thì sẽ có một vài vấn đề trước khi một vài thao tác trước khi chúng ta có thể swap được trên Refinance. Đó chính là chúng ta sẽ phải deposit tiền từ ví Near bên này vào nền tảng của Refinance. Ok, bây giờ mình sẽ deposit khoảng 8 Near vào. Anh em nhớ chừa lại một ít Near để làm phí sau này nhé. Rồi, chúng ta cứ bấm allow. Thì lúc này Near từ trên ví này sẽ bắt đầu chuyển vào nền tảng của Refinance. Rồi, sau khi chúng ta dep tiền được vào Refinance, chúng ta sẽ bắt đầu test thử một vài tính năng ở trên nền tảng này nhé. Chúng ta sẽ test thử tính năng swap. Mình sẽ swap thử Near với DAI ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ swap 6.8 Near thành DAI. Slippage ở đây thì chắc nhiều anh em cũng đã quen rồi. Slippage này là cái chỉ số chuột giá. Minimum Receive là lượng DAI tối thiểu mà anh em sẽ được nhận. Thì ở đây là 22.53, nó cũng không trượt quá nhiều so với ngưỡng 22.64 ở trên này. Pool fee tức là lượng fee mà anh em sẽ phải trả cho những liquidity provider. Còn đây là tỷ giá mà anh em sẽ swap. Rồi, nếu mà ok với những chỉ số này rồi thì anh em bấm swap. Chúng ta tiếp tục allow. Và đây, giao dịch đã thành công. Anh em thấy tốc độ cũng khá là nhanh đúng không ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta swap xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại balance của mình ở bên này. Đây là balance của anh em. Số dư hiện tại đang là 1.88 Near và 39 DAI.
Thì cái theo dõi balance này thì mình đánh giá là khá hay, khá tiện. Thì như mình đã nói ở đầu video á, thì Ref Finance hiện tại vẫn chưa có token cho dự án riêng của mình. Chúng ta khi mà test sản phẩm thì mình khuyên là nên test nhiều nhiều tính năng nhất có thể, để có thể tăng được cái khả năng các bạn nhận được airdrop sau này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tính năng add liquidity, tức là thêm thanh khoản. Chúng ta vào pool, view pool. Rồi ban đầu là mình đã swap near và dai, cho nên là mình sẽ cung cấp thanh khoản. Mình đang có near và dai thì mình sẽ cung cấp thanh khoản cho cái pool nào có cái cặp này. Mình bấm add liquidity, mình chọn max near. Về mặt giá trị USD thì cái lượng near và lượng dai các bạn bỏ vào pool sẽ phải có giá trị USD ngang nhau nhé, là 5 năm, tỷ lệ 5 năm. Rồi chúng ta ở add liquidity, allow, chờ giao dịch. Mình nghĩ là tốc độ trên near cũng sẽ nhanh thôi, đúng như vậy. Và mọi thứ đã xong. Thì ở đây là cái thông tin về pool, và nó có cái pool share, tức là cái tỷ trọng phần trăm các bạn chiếm ở trong cái pool thanh khoản này, tức là 0.07%. Và các bạn sẽ được chia phí giao dịch dựa trên cái tỷ lệ này. Sàn giao dịch sẽ thu phí của user và phân bố lại cho những ai cung cấp thanh khoản. Rồi, đó là tính năng cung cấp thanh khoản nhé. Các bạn một mẹo nhỏ nữa là các bạn có thể theo dõi các cái liquidity của mình ở tab Your Liquidity. Thì ở đây các bạn có thể theo dõi được những cái pool nào mình đang cung cấp thanh khoản. Thì mình thấy cái này cũng khá là tiện để theo dõi cho nó tổng quan nhất. Rồi, đó là tính năng cung cấp thanh khoản trên Ref Finance. Thì sẵn tiện đang sử dụng sản phẩm ở trên hệ sinh thái của Near, thì mình cũng muốn giới thiệu với anh em một cái cầu nối khá là nổi tiếng của hệ sinh thái này, đó chính là Rainbow Bridge. Thì Rainbow Bridge là một cái cầu nối giúp anh em chuyển từ hệ sinh thái token, từ hệ sinh thái Ethereum sang hệ sinh thái của Near. Cái này thì chúng ta có thể thấy ở đây giao diện sẽ có một là của Ethereum, anh em sẽ phải kết nối ví ở đây. Rồi, tiếp đến là ở bên phía Near, anh em cũng sẽ phải kết nối ví với Near. Allow. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết nối ví rồi. Chúng ta bấm Begin New Transfer để có thể thực hiện chuyển đổi nhé. Thì ở đây anh em chọn một cái token có định dạng ERC20. Thì khá là tiếc là cái cầu nối này nó chưa hỗ trợ cái token của ETH. Bên ví bên kia thì mình chỉ có ETH, thì cũng khó để có thể test cho anh em xem được. Nhưng mà anh em cứ hình dung là khi mà mình nhập một cái token ở đây thì nó sẽ chuyển sang token ở bên định dạng của Near, và anh em cứ submit transfer là có thể chuyển đổi từ Ethereum, chain của Ethereum sang chain của Near. Rồi, cái đó là sơ nét về cái bridge của cái Rainbow Bridge của Near. Thì mình đánh giá cái này cũng là một cái cầu nối khá hay, thì nó giúp thu hút dòng tiền từ một hệ sinh thái khá là phát triển, đó là Ethereum. Rồi, sau khi trải nghiệm sản phẩm của Ref Finance, cá nhân mình nhận thấy đây là một ứng dụng có trải nghiệm khá tinh gọn và hết sức mượt mà. Ví Near cũng là một ví hết sức ấn tượng, tốc độ xử lý nhanh và phí giao dịch thấp. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video lần này. Nếu như có thắc mắc gì, anh em cứ đặt câu hỏi ở phần comment phía dưới. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68. Mình là Nguyên, còn bây giờ hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.